Bộ đội Trường Sơn với trọng trách đảm bảo tuyến hậu cần cho chiến trường miền Nam. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, không chỉ công binh, lái xe, thanh niên xung phong, các binh trạm, giao liên kho tàng, thông tin liên lạc, cao xạ đánh trả máy bay, mà còn có bộ binh đánh biệt kích trên các tuyến đường. Họ ra trận với một quyết tâm của những người con sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc quyết sinh. Quý vị tiếp tục theo dõi tập 6 phim tài liệu Đường Trường Sơn, tuyến hậu cần huyền thoại 20:10 thứ tư ngày 19 tháng 11.